Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin chia sẻ đến anh em cái cách mà xúc rửa kim phun, một cái cách hiệu quả nhất. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh em. Thì cái cách xúc rửa của kim phun của tôi chuẩn bị hướng dẫn cho các anh em đây, thì nó sẽ không đúng cái quy trình mà hướng dẫn sử dụng của cái nhà sản xuất thiết kế cái máy thiết bị vệ sinh kim phun một đốt này. Thì trong cái hướng dẫn của công ty sản xuất thì người ta không có cái mục này, nhưng mà trong cái quá trình mà khi mà làm nghề lâu năm thì mình tự nghiên cứu, mình tự có kinh nghiệm mà mình tự phát sinh ra, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho anh em cái cách mà xúc rửa kim phun một cách hiệu quả nhất. Thì như sau, thì theo như thông thường, thì bây giờ tôi sẽ xúc theo tôi thông thường. Theo như thông thường á, thì là cái quy trình xúc thì anh em sẽ xúc bình thường, phun ra bình thường. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách xúc là anh em xúc ngược. Anh em xúc ngược cái kim phun thì nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Vì là anh em để ý này. Vì là lý do là trong cái chỗ cái đầu vào xăng của cái kim phun thì bao giờ cái đầu này nó cũng có một cái lưới lọc. Nó có một cái lưới lọc thì khi mà anh em xúc thuận, có nghĩa anh em sẽ kết nối dây ống xăng vào đây và anh em xúc thì phun ra đường bình thường những cái kim phun này, thì gọi là theo tỷ lệ thuận. Đấy thì là nó không hiệu quả bằng khi anh em xúc ngược cái kim phun này. Này, xúc ngược cái kim phun này thì đồng thời nó sẽ đẩy hiệu quả hơn những cái chất bẩn ra, ngược quay lại dễ hơn là anh em tiếp tục là anh em sẽ cho nó cái vết bẩn nó đi sâu vào là phía trong. Đấy thì nó không hiệu quả bằng là khi anh em xúc ngược thế này thì các cái bẩn nó vị ở chỉ ở cái lọc thì nó sẽ đẩy được ra ngoài. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em xúc ngược kim phun. Thì như anh em đã thấy này, trên một cái kim phun thì nó có hai cái rong. Anh em đi hai cái rong. Rong đầu tiên là cái rong làm kín xăng tiếp giáp với cái ống dây dẫn áp của bơm xăng. Và cái rong thứ hai sẽ được tiếp giáp với cái vách đầu bò. Nghĩa là cái vách máy đầu bò. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em. Việc đầu tiên là anh em sẽ lấy cái rong phía dưới này ra. Anh em lấy cái rong này ra ngoài này. Đấy. Anh em cắt đi. Tiếp theo nữa là anh em sẽ lấy cho tôi cái rong đường phía đầu này ra. Như thế này anh em lại bỏ ngược quay lại như thế này. Đấy, và anh em để ngược như thế này. Anh em đưa lên cái thiết bị vệ sinh kim phun. Anh em chuẩn bị thấy tôi chuẩn bị làm. Đây. Ta sẽ xúc ngược như thế này. Thì cái quy trình mà lắp ráp cái máy này và hướng dẫn vệ sinh kim phun theo cái tỷ lệ thuận và hướng dẫn cho anh em kiểm tra bù đốt thì tôi đã có một số video chia sẻ lên cho anh em rồi. Anh em nào mà chưa xem được video thì anh em cứ vào cái số Zalo tôi đang để trên cái màn hình, thì anh em vào đó anh em sẽ xem được cái quy trình. Anh em vào đó anh em sẽ xem cái quy trình là vệ sinh kim phun, vệ sinh bù đốt và quy trình lắp ráp cái máy hoàn chỉnh khi mà mình cung cấp cái thiết bị vệ sinh kim phun một lốt này cho anh em, thì anh em sẽ biết cách anh em lắp ráp. Còn hôm nay thì lắp ráp thì tôi sẽ đã lắp ráp vào sẵn hết rồi, vì hôm trước tôi đã có video rồi, tôi đã đăng lên kênh YouTube hoặc là tôi đã đăng vào Zalo bằng cái số điện thoại trên màn hình. Đấy, thì là tôi chưa có cái video để hướng dẫn cho anh em xúc hiệu quả, mà mới chỉ là cái hướng dẫn cái những cái video hướng dẫn do nhà sản xuất họ cung cấp thôi. Thì hôm nay tôi sẽ giải thích cho anh em như thế này là nó chuẩn hơn. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi rót dung dịch vào cái bồn chứa, bình chứa. Rồi, ok. Kết nối jack kim phun. Rồi. Thì là cái dây hơi và bình ắc quy tôi đã kết nối sẵn rồi. Nguồn thì nó có hai nguồn. Anh em nguồn dùng điện lưới thì anh em dùng cái ổ chuyển điện, còn anh em không dùng nguồn điện lưới thì anh em sẽ dùng điện bình ắc quy. Thì bây giờ tôi sẽ mở hơi ra.
Thì hiện tại bây giờ là đang là 4 kg rồi. 4 kg rồi. Tôi sẽ kết nối cái dây này vào. Rồi. Như thế bật nguồn lên. Rồi. Chạy. Đấy. Nó xúc thì nó sẽ như như vậy. Nó xúc ngược. Đó, nó xúc ngược thì nó xúc như thế này anh em nhá. Khi nó xúc ngược thì là kim nó sẽ ra như thế này. Tôi sẽ cho nó nhanh lên một tí xíu. Tôi sẽ bấm nút chạy nhanh chạy. Đấy. Thì đây là cái quy trình mà xúc ngược. Thì nó khi xúc thì nó cái tia nó sẽ bắn ra thì nhìn nó sẽ không được được đẹp. Nhưng mà đây chính là cái quy trình xúc. Xúc như thế này thì như ban đầu cái video tôi đã chia sẻ đến cho anh em rồi. Thì nó đạt hiệu quả tốt hơn. Đây tôi sẽ cho nhanh lên. Đây thì cái bàn phím của nó như thế này đây anh em. Thì nó gồm có một nút tắt mở này, nút tạm dừng này, nút lên và nút xuống. Nút lên và xuống thì tương ứng với cái những cái tốc độ mà anh em xúc. Ví dụ tôi muốn cho nó nhanh thì tôi sẽ bấm lên. Đấy thì nó đơn giản như vậy thôi. Thì khi anh em xúc thì đấy, nó như vậy. Thì tôi làm cái video hôm nay thì chia sẻ đến cho những cái anh em nào mà đang mua cái máy của nhà mình rồi thì anh em biết cách để xúc nó hiệu quả nhất. Còn những anh em nào mà chưa mua máy nhà mình mà đã mua máy của anh em khác thì cũng tham khảo cái cách xúc mà cho nó hiệu quả nhất trong cái lúc mà anh em làm nghề nó sẽ thuận tiện. Đấy thì cái video hôm nay á, thì tôi cũng có chia sẻ luôn. Nhà mình thì đang cung cấp cái thiết bị vệ sinh kim phun mùng đốt cho các anh em trên thị trường. Anh em nào mà quan tâm thì cứ gọi vào cái số điện thoại tôi đang để trên màn hình. Tôi sẽ cung cấp cái thiết bị vệ sinh kim phun mùng đốt này cho các anh em. Thì cái video hôm nay á thì tôi cũng muốn chia sẻ cho anh em cái cách để anh em xúc ngược kim thì nó hiệu quả hơn. Tôi kết thúc video này ở đây. Xin chào anh em. Chúc anh em thành công.